xin chào các bạn nhé. Thì sau vài ngày không làm được nhiều video ấy, thì nói chung là đa số là cú sẽ up để duy trì cái kênh bằng cách là cú up nhanh những cái như là Sonic hay là bắn kèm với đó ghép nhạc. Thì cũng có một số bạn là cảm giác không thích thì bình luận rất là nặng lời, nhưng mà do là Facebook thì cú cài theo một cái là những cái comment kêu tiêu cực ấy các bạn, thì nó sẽ không có hiện lên trên kênh. Nhưng mà cho mình giải thích một tí xíu. Cái đầu tiên là cú không làm YouTube chính nha các bạn, thành ra là mình chỉ là mua bán giao dịch thôi, cho nên là mấy ngày qua thì nói chung là mình không được khỏe, và lại nhiều việc với lại mưa gió nữa, không có quay được nhiều các bạn, cho nên là mình không có ra được nhiều cái video mà để ngồi xàm xàm cho nó đỡ chán, bằng cách là mình chỉ show nhanh những cái nick đó cho mọi người xem cho vui thôi. Thì nói chung là các bạn cảm thấy cái video nào ok hay thì các bạn xem ủng hộ mình, còn video nào cảm thấy mà không hay, không, nói chung là nó không hấp dẫn thì các bạn bỏ qua giùm cú ha. Thì hôm nay là mình sẽ trở lại với bộ server đặc biệt mà gần đây được Gunny Mobi nó PR rất là khủng khiếp các bạn. Server 77 thì gà hết, ủa hè hết sải nha các bạn. Thì cú vừa mới nạp 120k vào để mở hộp quà xem như thế nào. Thì ở server này ấy, trước khi vào video ấy, thì cú cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình móc nạp ngày hôm nay. Và thật sự hôm nay nạp rất là nhiều cho những bạn ở server 77, những cái móc nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nhỏ hay lớn thì cú vẫn nạp bình thường, tại vì nói chung thì gồm mình sẽ góp gió thành bão nha mọi người. Thì ở đây là cú mới tạo lên được level 9 thôi, thì các bạn đợi cú một xíu lên level 10 thì chúng ta sẽ quẩy. Và ở server 77 này thì trước khi vào video, những cái server đặc biệt này thì chắc chắn là có rất là nhiều bán, những bạn mà mở được vũ khí may mắn và bán tràn lan. Và trước khi vào video thì cú xin nhắc nhở đính chính kỹ một lần nữa là cú không rao mua và không giao dịch trên in game bất kỳ server nào nha các bạn. Cú chỉ nhận giao dịch Zalo, ở bên Zalo và Facebook, và được các bạn gọi số điện thoại trực tiếp của cú là 0376040326 và được tra số điện thoại đó ra Zalo. Bởi vậy trước mỗi kèo giao dịch những cái nick mà có giá trị 50, 100, 200 thì mong là mọi người cũng phải hết sức cẩn thận, tại vì ở những server này ấy, hiện tại thì cú đang bị giả mạo Zalo và cả Facebook luôn, và nó đang lừa đảo trên những cái server đặc biệt như là 700 hay là 77 này đây, để nó rao mua những cái con ạc với giá, những cái con ạc mà có vũ khí các bạn mở may mắn ấy với giá là 100, 200. Và khi mà nó mời các bạn, nó cho các bạn Zalo và các bạn, nó mời các bạn vào nhóm Zalo có cú ấy, nhưng mà thật ra Zalo đó là Zalo giả mạo nha các bạn. Thì mong là mọi người cẩn thận và chia sẻ cái thông tin của cú, nhắc nhở đến các bạn ở trong những cái nhóm mà các bạn đang chơi, để cho những cái bạn kia tránh bị lừa đảo. Tại vì thật sự những cái bạn giao dịch lần đầu ấy, cú nói thật sự là các bạn rất là ngây ngô luôn. Các bạn giao dịch với cú lần đầu biết là các bạn cũng nghe mà có nhiều bạn cũng biết đến mình rồi, thành ra là họ nghĩ 100, 200 thì không cần phải cẩn thận, không cần này kia. Nhưng mà cú mong là mọi người phải cẩn thận để không bị lừa đảo, không bị sự cố. Tại vì cho những đứa đó ăn ấy, thực sự là 1000 cũng không đáng nữa các bạn nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với con này. Bây giờ thì cú sẽ cho nó lên level 10 cái nha các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta đã lên level 10 rồi nha các bạn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu xem những sự kiện. Và ở server 717 này thì cú cũng không mở, cú cũng không tạo nhiều nick để mở vũ khí bán cho mọi người nha. Tại vì rất là từ lâu rồi, rất là lâu đến giờ rồi, thì những cái server đặc biệt có super hay là dung luyện này kia thì cú không làm nick để bán cho các bạn nữa. Tại vì thứ nhất là mình không có thời gian, và mình cũng không còn may mắn như xưa nữa các bạn, rất là đen đuổi. Và ở những server mở hộp may mắn như thế này, một ạc là các bạn phải nạp 20k và 100k. Đó, vậy nếu như mà một ạc các bạn nạp 20k bay màu là coi như cũng bay một hộp cơm rồi, rất là khó ăn. Cho nên là những cái server như thế này, nếu như mà bạn nào đang còn tìm nick thì các bạn cứ tìm, và sau đó các bạn nhờ một người uy tín để giao dịch. Và các bạn nên nhớ một điều rằng là cho dù các bạn chọn cú giao dịch hay là một người khác có uy tín thì các bạn đều phải call và check cẩn thận nha các bạn. Đời bây giờ nó lừa đảo rất là nhiều và giả mạo rất là nhiều, thì mong mọi người sẽ cẩn thận hơn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ xem sự kiện nha. Ở đây thì là móc nạp 50k thì các bạn sẽ nhận được 100 đá cường hóa nè, và một số đồ linh tinh khác. Ở đây thì cú mới vừa nạp 100k là chúng ta sẽ có 250 đá cường hóa ha. Khá là ok rồi. Thì nói chung là hôm nay cũng qua nghịch cho vui thôi, chứ thật sự cũng không có ý định là sẽ chơi nha các bạn. Thì để xem, đây, server 77 thì khi các bạn đăng nhập lần đầu các bạn sẽ được nhận 717 huân chương, 717 cái rương vàng và 717 cái lương thực. Nói chung là cái gì cũng 717 hết. Ở đây thì các bạn là tiêu phí, tiêu 100 xu thì các bạn sẽ nhận cho mình là một cái bộ combo may mắn hên xui nha mọi người.
đầu tư tuần nữa nè mọi người. Cái này thì các bạn nạp mỗi ngày là tối thiểu 20k, tức là mỗi ngày các bạn chỉ cần nạp 20k cũng được, hoặc là ngày nào các bạn đã nạp mốc 100k rồi thì các bạn khỏi cần nạp 20k. Nói chung là nạp trên 20k mỗi ngày là ok nha. Và ở đây là 7 ngày thì quà cũng như các bạn thấy đấy. Nói chung thì mấy cái sự kiện này thì nó cũng lặp đi lặp lại ở những cái server đặc biệt, không có gì hot nha các bạn. Đây là nhiệm vụ hàng kim thì nói chung là cũng y chang những cái cũ thôi. Đây, chúng ta nạp 22 cái này là hai cái gương mà đũa xí nó hút máu nhất của server đặc biệt mà. Hai cái gương này công nhận bạn nào mà ở trong Vinagame suy nghĩ ra phải gọi là rất là thiên tài nha mọi người. Hút rất là nhiều máu của anh em chúng ta rồi đấy. Đó, bây giờ thì cứ sẽ nhận hai cái gương này. Biết đâu mở ra được wow boom wow búa thì cứ lại làm giàu hả mọi người. Đồ online 5 phút và 15 phút và 30 phút và 69 phút, 90 phút và 120 phút thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều đá cường hóa nha. 300, 400, 500, 717 các bạn, 717. Vừa chơi game vừa online vừa có đá cường hóa luôn. Rồi cái này là cái gì, quay số may mắn gì vậy ta? Nạp lần đầu 100 xu trở lên sẽ tham gia chương trình quay số may mắn, có cơ hội nhận được loa Bluetooth, áo thun Kenny gà bông. Cái này cũng không biết nữa, mình đã nạp rồi mà ta. Ở cấp 17 trở lên nha các bạn. Một lát mình tạo một cái ạc cùi coi. Ở đây thì quà nạp su server này thì nó cho các bạn nạp khá là ok. Khi mà nó cho các bạn nhận nè là 50 su một nhận su tù và su khóa nữa. Ở đây thì cũng sẽ nhận móc 1000 su. Su khóa thì ở đây là các bạn đã nạp tích lũy 100 su thì các bạn sẽ nhận cho mình là 1000 su thường và 1000 xu khóa, rồi 50 đá giác vàng, rồi một cái set cộng 12 và một cái nón thượng húy cộng 12, 50 viên đá cường hóa rất là nhiều. Nói chung server này kỳ này nó cải thiện rồi đấy. Ở đây thì cú chắc sẽ là lấy super sấm sét ha, để lỡ mà có xui không may mắn thì có sấm sét để lên lên 20 đi quần đùi các bạn. Đây quay số nạp tích lũy, nạp tích lũy thì cú đã nạp 120k rồi nha mọi người. Thì nói chung là nạp lên 2500 xu ấy, tiêu mỗi ngày đây các bạn. Hiện tại thì cú mới vừa mua một cái thẻ đổi tên, thành ra là đã tiêu 1000 xu rồi nha mọi người. Ở đây là vũ khí super. Ở đây thì các bạn nạp 500 xu và 1000 xu thì các bạn sẽ đổi được một cái vũ khí super hay sao ấy các bạn. Nói chung là bây giờ nó rất là ưu ái cho mọi người luôn. Ở đây thì cầu hô miễn phí và cái cường hóa may mắn này là cái mà anh em mong chờ nhất nè. Ai mà cường hóa lên 15 thì sẽ được hẳn một cây super sấm sét và 30 ảnh, 30 cái mảnh ABK. ABK thì vứt đi, thật sự ABK 30 mảnh thì chúng ta không tạo nên được kỳ tích đâu. Tiêu xu tích lũy, nói chung là rất nhiều cái sự kiện trong 77 này cứ cảm giác là nó ổn hơn những cái server đặc biệt khác nha các bạn. Cái mà cứ thích nhất đó chính là lên level 15 và nhận super sấm sét. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi các bạn ơi. Đầu tiên là mở cái quà nạp lần đầu. Ở đây không có quà tăng lực chiến hả mọi người. Để cứ xem lại coi, không có quà tăng lực chiến thì lấy cái gì mà có huân chương các bạn. Đâu rồi nhờ? Đây đây đây, tăng lực chiến có nha mọi người. Ok. Bây giờ là mình sẽ cường hóa cây kem đi nha các bạn. Để cứ cho nó lên cộng cao cao một cái rồi chúng ta hãy bắt đầu nghịch, hãy mở túi quà. Mấy ngày hôm nay thì nói chung là cú rất là bận, thành ra là không có làm video và lên sàm sàm cho các bạn được. Đa số là cú chỉ up những cái video rồi ghép nhạc thôi. Ok, cảm giác lên cộng 5 khá là mướt nha. Xáo luôn đi. Xáo luôn. Cái mà cú sợ nhất là cộng 7, cộng 8, cộng 9, cộng 10, cộng 11 và đến cộng 15 luôn ấy. Thật sự cái bước nào cũng sợ hết nha mọi người. Thôi toàn rồi, toàn rồi. Thôi bỏ đi. Bây giờ là chúng ta sẽ mở cái hộp quà từ từ đây. Rất là rung. Thì đây là 120k chỗ chúng ta sẽ đi về đâu nha các bạn. Đợi cú một tí xíu. Mình nhay nhay một tí xíu. Bán đi mọi người. Mở một cái là coi như là toang đấy. Quá nhiều quá nhiều. Ok. Wow tủ tốt. Super lũ đạn. Wow. Wow wow wow. Ôi trời ơi, coi như là 120k của cú, lỡ mà có cường hóa không thất bại thì mình cũng lụm được một cái super lựu đạn nha các bạn. Vãi cà chè đầu thiệt chứ, mới thấy lần đầu nhân phẩm của mình cũng được được một tí xíu nha. Nó làm lại lại làm mình rất là phấn khích luôn ấy.
Thật sự thì kỳ này có rất là nhiều anh em inbox để gửi tiền cho mình làm nhiều cái ạt để nạp 20k ấy, nhưng mà cũng không có thời gian các bạn. Thành ra là nếu như mà các bạn nào mà muốn chơi 20 và 100 luôn ấy thì inbox, chứ còn 20 trong thì tạo đuối lắm các bạn. Ok, may mắn thì chúng ta sẽ vào cường hóa thêm 2-3 lần nữa đi ha. Coi lên 7 không? Rồi, ok. Lên cộng 7 rồi. Bây giờ di chuyển sang cái lựu đạn nha mọi người. Ngon ngay rồi đấy. Ôi trời ơi, super lựu đạn. Ủa? Đây đây nha mọi người. Nhức nách. Bây giờ là chúng ta sẽ cường hóa thêm 5 cái nữa đi, không lên thì chúng ta hãy ra làm trò luôn ha các bạn. Ok, bây giờ là chúng ta đã lên cộng 18 rồi, bây giờ mà lên cộng 15 luôn thì chúng ta sẽ lụm super sấm sét nha các bạn. Háo hức phết đấy. Đó, có bạn được ná gà rồi kìa, không biết là có ai được wow boom wow búa chưa nhờ. Quên nữa, bây giờ là chúng ta phải đeo vào. Ôi giời ơi. Nít này thì nói chung là Cú sẽ không có bán nha mọi người. Và nếu có bán ấy, nếu thật sự Cú có bán thì cũng là bán cho một số người quen rồi, cho những cái bạn. Tại vì khi mà Cú up lên kênh ấy thì chắc chắn là có rất là nhiều bạn inbox. Nhưng mà ở đây Cú thông báo trước là Cú sẽ không có bán những cái nick mà mình quay lên làm video nha. Tại vì những cái nick như thế này thì hầu như là Cú chỉ cần hé ra ngoài một xíu thôi là nó đã bay màu rồi. Cho nên các bạn đỡ mất công để inbox mình hỏi. Thì bán rồi thì ngại lắm. Ở đây thì chúng ta còn super nữa nha các bạn. Đây, biết đâu may mắn lên được double super lựu đạn luôn. Lên luôn nè, lựu đạn luôn. Vãi cả chè đậu. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Ok, thì chúng ta đã lên được cộng 10 rồi các bạn. Cộng 10 rồi nha. Quá là hên nha. Lên luôn 15 cho nó máu nè nha mọi người. Đấy, cường hóa vũ khí. Bây giờ thì Cú sẽ mở cái này để chúng ta có một ít đồ nha các bạn. Có một ít cái lương thực. Để một ít lương thực hay là đá giác ấy. Đá gì? Đá khảm. Ờ thôi chết mẹ rồi. Vui quá, mất khôn rồi các bạn. Đá hợp thành nha mọi người. Để Cú có thể mồi chày được một tí xíu. Bây giờ chỉ cần lên cộng 12, 13 là đẹp. Nói chung là nó lên càng nhiều càng tốt. Chứ bây giờ cũng không biết bao nhiêu là cho đủ nữa. Thật sự lòng tham của mình đang trỗi dậy rất là nhiều nha. Bây giờ là chúng ta sẽ mở những cái túi quà thời trang. Ok. Ok, ok. Hạt này mà Cú đưa ra một cái mà không những các bạn ấy thèm chảy nước bọt thôi. Cú thua ấy các bạn. Thật sự ở những server mới như thế này thì những cái này nó rất là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cường hóa 7-3 cái bùa nữa đi. Cho lên không? Lỡ rồi, quất 7 cái luôn. Mỗi lần mà nó đứng là ta nói muốn đứng tim theo nó luôn ấy các bạn. Đây, chúng ta sẽ dung luyện hết cái phần super này nha. Thất bại hết rồi mọi người. Thất bại rồi, đau lòng. Hồi nãy là Cú có nạp thẻ tháng nữa nè. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ vào để tiếp tục. Đen rồi mọi người. Nó lên cộng 10 xong là nó đen thui thùi lùi rồi các bạn ơi. Ôi giời ơi, thôi chết Cú rồi. Để mình xin vào gui cái đã các bạn. Xin vào gui để cống hiến nha. Để cống hiến. Để làm trò ấy. Đấy. Cống hiến cho cái gui thì 10 xu đi. Nhờ cường hóa mà mình mới vào để cống hiến tài sản rất là khủng nha các bạn. 10 xu. Lâu quá. Ok. Rồi bây giờ thì Cú sẽ hợp thành. Thất bại. Ok, thất bại. Trời ơi, thành công chi thế. Ôi giời ơi, mình cần thất bại các bạn ơi. Đá 4 nó cũng dễ thành công lắm nha mọi người.
bây giờ là nhận quà. Nói chung là các bạn cứ xào quần làm những cái mà vô ích đi, thì một lát quay lại cường hóa thì nó sẽ làm cho các bạn đỡ tốn đá cường hóa hơn thôi, chứ cũng không có tác dụng gì nha. Thật sự, ok. Đây, nhận được bao nhiêu thì nhận. Nói chung là chúng ta nên nhận quà hết đi, để một lát đỡ nhận nhầm nha các bạn. Rồi, ok. Quay trở lại là cường hóa thôi, tháo cái nón thúi này ra luôn. Rồi, lên 12 giùm phát nào. 11 chứ nhờ, mới 11 thôi các bạn. Ok, một phát là lên cộng 11 rồi. Bây giờ là yêu cầu lên cộng 12 để nhìn xinh trai một tí xíu nha các bạn. Ba cái bùa ha, chúng ta sẽ thử ba cái bùa rồi ra chúng ta lại tiếp tục làm trò hề cho thiên hạ nữa. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm chiêu cũ. Bây giờ là chúng ta sẽ hợp thành trên cái kính của chúng ta đi. Hợp thành, các bạn nên chọn những cái món mà chúng ta sử dụng nha mọi người, để hợp thành nó không uổng nha các bạn. Rồi, ok, rồi bây giờ là hợp thành vào cái nhẫn này đi. Rồi đấy, ok. Bây giờ là chúng ta sẽ vào tiếp tục để làm mồi cho cái gui này nữa. Cái gui này phải thật sự rất cảm ơn Cú nha. Cú vào, Cú cả, Cú đã ủng hộ 20 xu rồi đấy. Ok, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm cường hóa. Hy vọng là sẽ lên cộng 12 cho nó xinh trai á. Ở đây mà ăn hết là coi như super lũ đạn bỏ biển đó các bạn. Đây, mấy cái này rất là nguy hiểm nha. 10%, à 0%, ok. Lên không nào các bạn. Chúng ta sẽ thử 3 bùa. 1 2 và 3 và 4 và 5. Rồi, ăn cám luôn. Tiếp tục 5 bùa nữa nha mọi người. Cộng 12. Trời ơi, nó xoáy. Mỗi lần mà nó xoáy là Cú nói với các bạn là cái tim mình nó thắt lại luôn ấy mọi người. Thật sự chưa bao giờ. Tại vì sao mà những cái video ở server mới như thế này Cú lại có cảm giác hơn là server cũ nha. Thật sự nó rất là hào hứng luôn các bạn. 12 rồi, cố gắng 15 thôi. Ôi giời ơi, nhân phẩm hôm nay là mờ rồi, Cú vô cực rồi các bạn ơi. Bây giờ là chúng ta sẽ nhận móc quà đây. Chúng ta có 100 cái đá năm mặc sức mà chúng ta dùng dãy nha mọi người. Đâu rồi, cái sấm sét của tôi đâu rồi? Hình như là nó nằm ở dưới ấy. Rồi, bây giờ là Cú sẽ tiếp tục mở đá năm. Hết bùa rồi các bạn. Nhưng mà không sao, có gì thì Cú sẽ ra phần 2 cho các bạn ha. 30 viên thôi là đủ rồi. Đây, nhanh nhẹn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục là hợp thành 9 viên luôn nha các bạn. Chưa thành công luôn. Rồi, ok, đúng ý của Cú luôn, thất bại rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta lại phải vào để hiến xác cho cái gui này thêm 30 xu nữa nha các bạn. Nói chung là cái gui này cũng giúp chúng ta được may mắn thì chúng ta sẽ thêm 10 xu nữa cho nó. Chứ là tổng cộng chúng ta đã đóng góp vào cái gui này 30 xu. Thì đợi khi nào mà chốt top gui xong, nếu như mà cái gui này được top 1 thì Cú sẽ sang để đòi quà nha mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục cường hóa. Lên 15 thì càng tốt nha mọi người. Hiện tại thì 12 thì nói chung là cũng xinh rồi, nhưng mà 15 thì nó sẽ xinh hơn nha các bạn. Ở đây thì chúng ta còn su khóa cho nên là chúng ta cứ dùng su khóa thôi. Chết bà rồi, hết mẹ rồi. Để xem, bây giờ tiếp tục là chúng ta sẽ không hợp thành đi. Hợp thành tiếp tục nha các bạn. Và hợp thành đá may mắn. Rồi, ok, đã thành công. Bây giờ thì hợp cái kiến nữa nha mọi người. Nói chung các bạn hợp thành này thì nó thất bại cũng được, mà nó thành công cũng được. Tại Cú giỡn thôi, chứ thật sự thì hên xui nha các bạn. Rồi, thất bại rất là nhiều rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào để cường hóa 1000 viên. Lên cộng 12 là quá say da rồi. Ủa trời. Rồi, toàn rồi. Hôm nay thì nói chung là hồi sáng giờ mình nạp rất là nhiều cho các bạn luôn ấy. Thôi xong rồi mọi người ơi, thúi quắc rồi. Tới giờ xui rồi. Để xem là có cái gì để còn bùa hay không. Chứ nếu như mà một khi đã máu thì thôi mình chơi tất đi hết các bạn. Ai là người may mắn chết rồi. Bây giờ là Cú sẽ dùng xu thường để mua nha mọi người. Khoan, chúng ta vẫn còn được. À, chúng ta vẫn còn một cái code.
À, sẵn ở đây cứu chỉ cho các bạn luôn. Đây là một cái code tân thủ dành cho mọi server nha. Đó chính là RC2020 RC, các bạn gặp là RC2020-2021. Đó, thì đây là một cái mã code tân thủ dành cho những cái server mới và dành cho những bạn nào chưa nhập nha. Ủa chết bà rồi các bạn. Thôi lỡ là hình như là 4 cái 20 thì phải á. Thôi bỏ luôn đi, cứu cũng không biết luôn rồi. Thôi sorry các bạn nhiều, cái đó mình sẽ nghiên cứu sau nha. Thì bây giờ để mình xem là có quà gì hay không. Mình nhận nốt xong rồi mình làm một cái phát cường hóa. Nếu như không thành công thì video sau mình làm tiếp, hoặc là có thể là mình sẽ sang con cá nha các bạn. Và mình sẽ thông báo cho mọi người là có lên được hay không. Đây, bây giờ là 2 cái bùa các bạn. Rồi xong đen rồi. Bây giờ là cú sẽ mua thêm 20 bùa nữa bằng xu thường luôn ấy. Đau lòng thiệt chứ. Đây, tiêu tích lũy. Đấy, ok, tiêu tích lũy chúng ta nhận được thêm một cái số bùa nữa. Tiêu mỗi ngày đây các bạn. Nói chung là server này thì các bạn sẽ nhận được khá là nhiều xu nha. Bông của chúng ta 55 rồi nè mọi người. Một lát cần thì chúng ta sẽ ấy luôn. Ở đây 15 búa chúng ta sẽ chơi luôn. Nói chung là các bạn cứ tận dụng triệt để đi. Bà mẹ nó đen. Đâu rồi, mở cái này ra để nhận tiếp một cái quà nữa các bạn. Rất là nhiều quà cho mọi người nha. Nếu như mà học lát không được thì chắc là cú sẽ sử dụng, đó chính là lên lực chiến 8.000 và sau đó là sẽ đổi cái quân chương để chúng ta lấy nha các bạn. Ôi giời ơi, búa ma hầu như là không có gì, nhưng mà chúng ta cũng được 2 bùa nữa nha mọi người. Nói chung là góp đi các bạn, cứ góp đi, chúng ta nghèo mà. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ vào để thử trước một cái đi. Nếu không thành công thì chúng ta hãy ra. Ở đây là 27 bùa thì cú sẽ thử 3 bùa. 1 2 3 4, lỡ rồi 5 luôn. Bà nội cha nó, 7 luôn các bạn. Ôi trời ơi, cái móc cộng 13 và cái móc cộng 17 là hai cái móc mà phải gọi là cực kỳ sợ nha các bạn. Thành công, ok. Chúng ta lại có một cái khiên để mang rồi. Quá là đẹp trai luôn các bạn. Nói chung là ngày hôm nay như thế là rất là may mắn rồi. Còn cộng 15 thì từ từ, nhưng mà cú chỉ sợ là uổng ấy các bạn. Bây giờ là hồi nãy chúng ta đã cống hiến cho nó là 30 xu rồi phải không các bạn? Cú đã cống hiến cho cái gui này 30 xu rồi nhờ. Bây giờ là chúng ta sẽ cho nó thêm 10 xu nữa. 30 hay 40 gì rồi. Hy vọng là lên 14 đi thì cú còn hiến nữa nha các bạn. Chứ không lên thì chắc không hiến nữa đâu. Mà chuyển sang tay của một bạn khách quen. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha mọi người. 2. Ok, đã thành công lên cộng 13 rồi mọi người. Cố gắng 700 viên nữa chúng ta lên cộng 15 là rất là đẹp luôn. Thì bây giờ là thêm 2 bùa nữa nha các bạn. Thì nói chung là những cái cách mà hồi nãy giờ cú làm cho mọi người ấy, nếu như mà các bạn cảm thấy hợp lý thì các bạn cũng có thể là làm theo cú. Còn không hợp lý thì thôi, các bạn đừng làm theo rồi các bạn đổ thừa nha. Nói chung là nhân phẩm của mọi người như thế nào thôi. Bây giờ thì cú sẽ mở thêm 20 cái túi đá 5 nữa để chúng ta hợp thành nha các bạn. Hợp thành cái kính đi. Ok. Và cú nghĩ là các bạn nên hợp thành trước rồi các bạn hãy cống hiến. Hả, cống hiến vui nha mọi người. Để chúng ta cống hiến xong hợp thành thì cái số xu mà các bạn cống hiến đó, nó sẽ đi vào cái phần hợp thành hết thì uổng lắm. Rồi ok, thất bại hết đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho tiếp 6 xu. Hồi nãy cú đã cho 4 xu rồi thì bây giờ cho 6 xu nữa là coi như là góp vào cái gui này 50 xu rồi nha các bạn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đợi cho nó chạy hết cái dòng chữ đó đi. Bằng cách là chúng ta cứ ấn chờ như thế này. 5 bùa nữa nha các bạn. Thôi xong rồi, 1 2. Mỗi lần mà nó cứ chậm là coi y như rằng là nó nói tim nó muốn thòng luôn vậy các bạn. Thôi xong, thất bại rồi. Không sao mọi người, thất bại thì làm lại. Nhẫn không à mọi người, nó không có cho mình một cái quà gì gọi là giá trị luôn ấy. Bây giờ là chúng ta sẽ mở nốt 50 cái đá này nữa nha các bạn. Chúng ta sẽ hợp thành vào những cái quan trọng chứ các bạn đừng hợp thành bừa nha.
như cái kính của chúng ta nè, nhanh nhẹn chưa có nè, chơi cho mày bùa may mắn luôn. Quất 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 quất, đéo lên luôn các bạn. Rồi thôi, 10 bùa cuối cùng. Khó nuốt quá các bạn ơi, 13 rồi. Chúng ta còn 4 bùa. Ủa, hết đá luôn rồi các bạn, hết đá rồi. Thôi thì vào tiếp tục cho cái gui này. Kỳ này là chú chơi sợp hơn nha các bạn. Mỗi lần chúng ta là 3 xu và cái cuối cùng là 4 xu luôn. Rồi, ok. Thất bại hết rồi các bạn ơi. Nó không lên một cái gì luôn ấy. Thôi thì bây giờ là chúng ta sẽ tạm ngưng ở 13 nha mọi người. Và Cú sẽ làm phần 2 cho các bạn nếu như mà Cú tìm được nhà đầu tư, để Cú làm video tiếp cho các bạn xem phần 2 sau ha. Thì video đến đây là ngưng và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và ngày hôm nay phải thật sự nói là rất là may mắn luôn. Thì sau khi mà mình comeback trở lại ở server này thì thật sự kỳ này rất là vui. Khi mà chúng ta nói chung là cũng được may mắn ha mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ lắp full đồ vào. Thì các bạn cùng chờ đón phần 2 ha. Nếu như mà không ai đầu tư thì chắc là Cú sẽ đầu tư luôn. Và sau đó thì Cú sẽ rã sao nha các bạn. Và đặc biệt thì nick này các bạn cũng đừng inbox hỏi mua mình. Tại vì hiện tại thì có rất là nhiều bạn khách quen, những ông anh quen muốn nghịch. Thì nói chung là với đối tượng mà Cú bán thì rất là nhiều. Để không thôi mất công các bạn inbox thì không được thì lại tội cho các bạn nữa nha. Rồi các bạn mà cần mua thì các bạn cứ tìm những cái nick bên ngoài. Nếu như mà thật sự cần Cú giao dịch thì các bạn cứ inbox hoặc là gọi Zalo. Và nhớ là phải check thật kỹ nha các bạn. Bây giờ là nó lừa đảo rất là nhiều. Thì Cú cảm ơn tất cả các bạn và hẹn mọi người ở video sau. Bye bye. Hẹn gặp lại nè. Để lắp hết lắp nhẫn cái các bạn. Đó thấy không, người ta inbox quá trời luôn ấy các bạn. Những cái bạn khách của mình thôi, nói chung là những cái bạn khách quen. Để mình đeo vào nhìn cho nó được được một tí xíu nha mọi người. Đó, vậy đi. Nhìn cho nó lấp đầy khoảng trống. Dây chuyền đây. Nói chung thì đây là một trong những server đặc biệt. Thì nếu như mà bạn nào ít điều kiện thì vào đây ép level 10 cũng khá là ok ha. Bây giờ là mình sẽ lên những cái nhẫn. Nói chung là may mắn rồi các bạn ơi, được super lựu đạn vĩnh viễn và được cái khiên các kiểu nữa. Thì thôi, xin chào các bạn và hẹn mọi người ở video sau nhé. Bye bye. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình, để xem phần tiếp theo lên 15 có lấy được sấm sét hay không nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ quay phần tiếp theo nha các bạn. Thì lực chiến hiện tại của chúng ta cũng đã lên được 8.000 rồi mọi người. Thì bây giờ là Cú sẽ bắt đầu, tại vì biết sao không, hồi nãy giờ mình ngưng lại để mình tăng lực chiến 8.000 để lấy huân chương. Và sau đó thì chúng ta sẽ vào thẻ thần để đổi bùa nha các bạn. Rồi toàn luôn, cái thẻ thần của chúng ta đâu rồi nhờ? Vãi. Xui nhờ các bạn. Tự nhiên bây giờ chúng ta có 50k huân chương nhưng mà cái thẻ thần nó mất tiêu rồi, làm sao đây? Thì các bạn đợi mình một tí xíu á, đợi coi game nó cập nhật lại như thế nào nha mọi người. Chứ bây giờ không có thẻ thần rồi các bạn ơi.